Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Nếu như những anh chị nào theo dõi kênh của Uyên Quỳnh rất là lâu thì biết rằng kênh Uyên Quỳnh đã có rất là nhiều video kết nối những cặp đôi với nhau. Bên cạnh đó, Uyên Quỳnh cũng nhận được rất là nhiều tin của những anh chị là những cặp đôi đang tìm hiểu nhau, tuy là chưa có những kết quả chính thức. Và cũng vì thế, Uyên Quỳnh không cho số điện thoại cho những người sau nữa. Tuy nhiên, có những anh chị sau một thời gian tìm hiểu lại cảm thấy không phù hợp với nhau, báo tin cho Uyên Quỳnh biết là họ đã chia tay. Và như thế là họ mất đi những cơ hội trước đây mà có những người khác muốn làm quen với họ. Chính vì thế mà Uyên Quỳnh quyết định là sẽ đăng lại những video của các anh chị nào vẫn còn cô đơn, hoặc là những anh chị nào trong thời gian tìm hiểu mà chưa báo tin lại cho Uyên Quỳnh biết á, thì xin vui lòng báo tin lại cho Uyên Quỳnh biết rằng mình đang có bạn và đang tìm hiểu. Nếu không thì Uyên Quỳnh nghĩ rằng anh chị ấy vẫn còn cô đơn và sẽ đăng video đó lại bên phần Facebook để cho những bạn nào sau này muốn làm quen với anh chị thì vẫn có cơ hội để làm quen với các anh chị nhé. Nào bây giờ Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu hôm nay nhé. Rồi, chị chào em nha. Dạ, em chào chị. Em chào chị Uyên Huỳnh. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu cho mình. Em chào mọi người. Dạ, em tên Thùy Vi, năm nay 36 tuổi. Hiện tại là em đang ở đâu? Em đang ở Việt Nam. Em đang ở thành tỉnh thành nào? Em ở tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa. Dạ. Em đang làm công việc gì? Em đang làm kế toán. Kế toán cho một trường học. Em làm công việc đó được lâu chưa? Em làm được 6 năm rồi chị. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Em là mẹ đơn thân. Đang có một con trai hả? Dạ. Rồi con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 14 tuổi chị. Tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Dạ em ly hôn rồi. Em ly hôn được 6 năm. Lý do là gì sao em với em xã chia tay? Thì anh chơi bài chị. Dạ. Ý nha, em nói là cờ bạc nhiều đó ha. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi em nghĩ ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn. Còn khuyết điểm của em? Khuyết điểm của em khi là ít nói, ít là không có bày tỏ cảm xúc nhiều, không có chia sẻ. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Dạ, biết thương em thật lòng, rồi quan tâm chăm sóc. Em có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Chắc khoảng từ 40 tuổi. Nếu như anh đó hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Em hả? Em không thích đàn ông hút thuốc hay uống rượu. Tiệc đó là không được luôn hay là uống một chút được? Rượu thì có một chút nhưng mà thuốc thì không. Tại vì em dị ứng với mùi thuốc lá. Dạ. Ông xã trước của em hút. Dạ. Ông xã trước của em có hút thuốc với uống rượu không? Dạ có hút thuốc nhưng uống rượu thì không. Dạ. Mà sao em lại chịu được cái mùi thuốc lá với ông xã em?
Cái hồi đó em chưa bị bệnh, về sau này em nghe nhiều quá em bị khó thở chị. Em sống chung với em xã bao lâu? Em ở được chẳng được 4 năm. Là hai người quen nhau cưới hay là người ta làm mai? Cũng một phần làm mai xong rồi tìm hiểu nhau rồi 1 năm mình cưới. Rồi sau khi chia tay là em ở chung với em vẫn ở đó hay là em đi về nhà gia đình của em sau? Em về gia đình, em ở với dì. Em về nhà dì em ở. Em không còn cha mẹ hả? Dạ không. Em còn nhưng mà cha mẹ em ở xa, ở một tỉnh khác nữa, thành phố khác nữa. Hi, I'm attorney Armando Pius. My wife, Christine Lone Pius, and I have been serving the Vietnamese community for many years. We are here to support you and to get you the results you deserve. Sự lựa chọn luật sư là một quyết định quan trọng đến với quý vị. Vì hơn 35 năm kinh nghiệm, gia đình luật sư Pius chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho quý vị. Pius, Pius and Pius. Trustworthy, knowledgeable, caring. Em nghĩ là ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em. Em ưu điểm, em vui vẻ, mà nhanh nhẹn, hòa đồng, hiền lành. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm em, khuyết điểm em là em ít nói, ít bày tỏ cảm cảm xúc, ít chia sẻ. Và những lúc buồn phiền thì em làm sẽ làm gì? Nếu như là em ít nói, ít chia sẻ cảm xúc thì những lúc buồn em làm gì? Em thường nghe nhạc rồi em tập trung vô chăm sóc bản thân, rồi em tập trung vô công việc của em. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho em như thế này, con của em như thế nào, có ủng hộ em không? Dạ cũng có đó. Con em sống chung với em hay sống chung với cha? Đúng với em. Con em đang là con gái hay con trai? Trai chị. Ông xã trước của em làm công việc gì? Ông kinh doanh mà ông ham chơi lắm, bỏ không có làm. Sau khi chia tay Đi rồi miết à? vậy đó hả? Dạ. Kinh doanh ở nhà hay là kinh doanh ở ngoài? Kinh doanh nhà chị, Kinh doanh nhà. nhà tự mở ra làm á, giống nhà có mặt bằng xong mở ra làm bán cà phê rồi kinh doanh này kia chị. Lúc đó Dạ nhưng mà không có làm, bỏ đi chơi, ham chơi không à. em có làm phụ không? Dạ cũng có phụ chứ chị. Nhưng mà nếu mà bỏ đi chơi vậy xong rồi ai ai sẽ làm? Dạ thì ba mẹ anh là. Dạ, rồi em có công việc riêng của em. Em rồi em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Dì em á, dì em ở bên 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 nước ngoài đó, bên Mỹ á, thì xem rồi có giới thiệu em cũng mới vô theo dõi chị gần đây à, tuần gần đây à. Vì em xem coi gì em có chấm được người nào cho em không? Em xem mấy cô mấy mấy chị phụ nữ không à, em chứ em coi sơ sơ với anh thôi, Chị hỏi gì tại vậy vì trời? công việc của em á là, phải tiếp xúc nhiều á nên là không không có thời gian coi được nhiều Em đi làm kết. tầm mấy ngày? Dạ em làm từ thứ hai thứ bảy. Dạ Em làm giờ hành chánh phải dạ đúng rồi, giờ hành chánh đó chị. không? Công việc kế toán thì em phải tiếp xúc với nhiều người hả? Ở trường với chị nên em phải giải quyết cho học sinh này, cho các cô này, các người ra vô phòng cũng nhiều. Em làm ở trong trường Nhà trường học á chị.
Chiều cao của em là bao nhiêu em? Em 1m55. Rồi em cân nặng bao nhiêu? Cân nặng 52 kg. Em muốn người bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? Cao khoảng 1m7 hoặc 1m65 trở lên đó, từ 1m65 trở lên. Dạ, em thích một anh bạn với mình đó là trầm tính, ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Chắc là lẽ hỏi bác thì hợp với em, tại em trầm tính ít nói rồi. Gia đình của em nó có được mấy anh chị em? Dạ ba anh chị em là Út. Gia đình em có ai ở nước ngoài không? Dạ có dì em, dì ruột của em với các anh con của dì ạ. Tại sao em không nhờ dì em á làm mai cho em? Tại vì em không có biết, thì em qua đó mà em không có biết thủ tục làm sao, vì em không có biết nói tiếng tiếng Anh. Vậy em ra nước ngoài lâu chưa? Chắc được khoảng 5 năm mất. 5 năm thì cũng còn mới. Rồi sau khi chia tay với ông xã em rồi á, chắc chị nghĩ cũng có nhiều người đeo đuổi em hả? Dạ thì cũng bạn bè rồi đi mời đi uống nước thì chứ thôi, nhưng mà em thì em tập trung với công việc rồi chỉ dừng lại mức bạn bè. Sau hôn nhân đổ vỡ thì em nghĩ là người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Nhất là phải biết yêu yêu vợ, trách nhiệm với gia đình. Cái quan trọng nhất là phải biết yêu thương người phụ nữ, trân trọng người phụ nữ, yêu thương gia đình, có trách nhiệm. Bây giờ khi chia tay với ông xã em như thế này rồi, những ngày lễ Tết thì em sẽ làm gì? Em đi mua sắm rồi đi uống cà phê rồi đi ăn uống với bạn, với nhóm bạn bạn nữ, nhóm bạn. Dạ còn nhiều hôm nhiều bữa ở nhà nghe nhạc nằm ngủ chị. Có khi nào em đi du lịch với ra nước ngoài chưa? Dạ chưa, em chỉ đi trong nước thôi, em chưa đi nước ngoài. Các nước châu Á em cũng chưa từng đi luôn hả? Em chưa đi. Rồi bây giờ em có cần phải nấu ăn mỗi ngày không? Dạ em nấu hai mẹ con à, em đi làm gì em nấu. Có sở thích hát karaoke hoặc là đi cà phê với bạn bè không? Dạ karaoke thì thỉnh thoảng có nhân dịp như sinh nhật hay là có việc gì bạn bè em mời đi thì đi thôi. Còn cà phê là cuối tuần em hay đi với nhóm bạn nữ. Con cũng khá lớn rồi nên cũng khá thoải mái thời gian phải không? Dạ đúng rồi chị. Ông xã trước của em có phụ em nuôi con không? Dạ không, không nuôi, nhưng mà gia đình bên nội có, ông bà ông có, ông nội bà nội có. Chỗ nhà ông xã của em có gần chỗ em không? Gần chỗ em ở không? Dạ cũng gần, cách khoảng 5 6 cây à. Dạ Dì của em á là ở tiểu bang nào ở bên đây? Texas đó chị, Texas đó. Dạ Rồi dì em chỉ cho em kênh của chị đã bao lâu rồi? 1 tháng đó hả? dạ chắc chừng tháng thì em theo dõi hàng ngày đó, Nhưng mà rồi dì em không có hàng trở ngày về. tập á. Dì em đã bao nhiêu tuổi rồi? Em hả, gần 70 rồi, sáu mấy rồi đó, 68 rồi.
Chắc chị em là con ước ha? Dạ, dạ đúng rồi. Bảo lãnh, đúng rồi, con trước, bảo lãnh gì đó. Dì em qua đây rồi á, thì có khi nào dì em nói ở bên đây buồn không? Dì em qua đó cũng, dì cũng nói có buồn á. Nên thì em cũng muốn qua ở cùng, tại vì trước trước đây em ở với dì em. Dạ, xong mà ly hôn xong em cũng về em ở với dì em. Dạ. Là cái nhà em đang ở là nhà của dì em ở nước ngoài đó hả? Dạ không, là dì em cũng cho em vay tiền để mua cái nhà riêng này ở. Dạ. Sao nãy em nói phần thì... nãy em nói một em ở nhà gì em? Em ở với gì em từ nhỏ. Xong rồi em đi lấy chồng xong, lấy hôn xong em về ở với gì em. Sau khi em ở với gì em rồi, gì em mới đi ra nước ngoài. Dạ. Ủa gì em á, không có con rong sao? Không còn con ở Việt Nam hả? Dạ không. Anh hay anh qua đó lấy vợ bên đó. Bây giờ là chỉ như là ở nhà dì em, nhưng mà ở có một mình với con em thôi, chứ không có phải ở chung với gia đình của dì của em. Dạ em ở chung gia đình nhà dì luôn. Hiện tại nè, có ai ở chung nữa không? Hay là có hai mẹ con? Không, không. Hiện tại là em ở nhà riêng hai mẹ con. Nhà riêng với em, hai mẹ con. Dạ. Còn nhà gì là cho người khác thuê. Dạ. Hồi cũng hơi lung tung lên. Hiện tại là em ở nhà riêng của em với hai mẹ con thôi. Hồi nãy em nói ở nhà gì em, chị tưởng đâu là ở nhà gì, ở nhà nguyên gia đình của dì em. Dạ, trước đây em ở chung với gia đình nhà dì em. Dạ. Bao lâu em mới về thăm cha mẹ một lần? Một năm mới chị, Tết em mới về. Từ ngay chỗ này em về quê là bao xa? À, khoảng ngàn mấy km á. Ồ, xa gì đó hả? Dạ. Em nấu ăn có giỏi không? Em nấu bình thường, mẹ thích làm bánh, làm mấy món bánh thôi. Tại vì em học trên mạng, còn nấu ăn bình thường. Không, nếu mà ngon thì không phải là ngon. Dạ. Thông thường thì em có sở thích là làm gì? Em sở thích của em hả? Là em cắm hoa, em làm bánh. Thích hợp làm bánh mà nấu ăn không ngon, cái này là hơi lạ ha. Đúng rồi. Tại vì em nấu có mình em ăn á, nên là em không có tự tin. Dạ. Có người khác ăn nữa mình mới biết mình nấu giỏi hay không hả? Đúng rồi. Em nấu theo cái kiểu của em. Em nghĩ là chắc không ngon. Dạ. Giống như cái gì em muốn làm là em hay học trên mạng á. Dạ. Rồi thí dụ em làm bánh thì em sẽ làm bánh gì? Làm bánh chuối, rồi làm bánh bông lan, mấy cái đơn giản đó em học trên mạng á. Làm thích em làm. Dạ, giống như là cuối tuần đó, em rảnh á. Dạ, em làm. Rồi em có làm được bánh bông lan không? Dạ có. Làm ăn được không? Ngon không? Cũng tạm nha chị. Cũng tạm. Dạ. Nhưng mà em làm rồi con em có ăn không? Dạ có. Em làm thì em thích thôi, chứ không có giống như là chỉ cuối tuần thôi à. Em rảnh là em có cái công thức là em làm, coi công thức trên mạng là em làm á. Hôm trước chị có phỏng vấn anh, chị nhớ một anh,
ảnh làm bánh bông lan trong nồi cơm điện. Đúng rồi đó chị, trên cái đó trên mạng đó chị, làm ông làm trên bằng nồi cơm điện đó, cứ hay coi xong rồi mình học cũng thấy cũng hấp dẫn, ảnh đưa cho coi thấy cũng hay đó, nhưng mà không biết ăn ngon không thì không biết. ăn được thì chị chứ không ngon như ngoài tiệm đâu. Không phải tiệm mà có công thức khác không, có cái ma, có ma đầy Dạ đủ đúng rồi, dạ. rồi. Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Rồi chị mong Dạ. là sau video này em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị nha. Rồi em chào khán giả Dạ. nha. Em chào cả nhà, chào chị. Em gửi số điện Dạ. thoại của em qua cho chị ha. Văn phòng luật sư Pius 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 xin kính chào quý vị. Khi tai nạn xảy ra, quý vị nên gọi ngay cho cảnh sát, chụp hình chiếc xe và bảng số xe của người đụng và của quý vị để tránh trường hợp họ bỏ chạy. Trong lúc tai nạn, quý vị nên gọi ngay cho luật sư Pius 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 để được bảo vệ và hướng dẫn từ trước đến sau. Tham khảo miễn phí số điện thoại 407-222-5577 hoặc 407-888-8888, website luật sư tai nạn.com, phục vụ toàn tiểu bang Florida.